mìn chết người ở Lai Châu, bắt, khởi tố hai đối tượng về hành vi đưa và nhận hối lộ. Vụ nổ mìn làm chết người ở Lai Châu, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định tạm giữ hình sự với hai đối tượng. Liên quan đến vụ việc nổ mìn làm chết người tại thủy điện Nậm Cấu ở Lai Châu, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Hinh, sinh năm 1981, trưởng phòng quản lý công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu và Trần Văn Huy, kỹ sư làm việc tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Phát, trụ sở ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ. Theo hồ sơ vụ án, qua các phương tiện truyền thông, Trần Văn Huy, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại tổ 11, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, là kỹ sư làm việc tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Phát, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, biết cơ quan pháp luật đang mở rộng điều tra vụ án tại thủy điện Nậm Cấu. Qua nhiều ngày trăn trở về việc làm sai phạm của bản thân, ngày 19 tháng 8, Huy đã đến cơ quan công an để xin tự thú về hành vi đưa hối lộ, đồng thời xin nộp số tiền 140 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Huy đã vận động được 205 người làm công việc có liên quan đến vật liệu nổ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu tham gia để đề xuất với Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương, mở 4 lớp tập huấn kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp. Quá trình tổ chức lớp tập huấn, ghi và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, Huy đã thu số tiền từ 2 đến 3,5 triệu đồng mỗi người, tổng số tiền đã thu là 510 triệu đồng để chi phí mở lớp và chi bôi trơn. Số tiền 220 triệu đồng cho Vũ Văn Hinh, sinh năm 1981, là trưởng phòng quản lý công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu. Mục đích để được tạo điều kiện trong việc tập huấn rút ngắn 4 trên 5 số ngày học thì báo lỗ. Sau khi tổ chức 4 lớp, Huy đã thu lợi, chiếm hưởng 140 triệu đồng. Căn cứ tài liệu do Trần Văn Huy cung cấp, cơ quan điều tra đã triệu tập Vũ Văn Hinh lên làm việc. Sau khi nhận giấy triệu tập, Hinh đã đến cơ quan điều tra xin viết đơn đầu thú về hành vi nhận hối lộ của mình. Cụ thể, Hinh đã chỉ đạo cấp dưới trong việc giám sát tập huấn, ghi và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp và trực tiếp nhận số tiền 220 triệu đồng do Trần Văn Huy đưa để đơn giản việc tập huấn và thi. Sau khi nhận số tiền trên, Hinh đã đưa một phần cho một số người tại Sở Công Thương, phần lớn số tiền còn lại Hinh giữ để chi tiêu cá nhân. Sau buổi làm việc, Hinh đã tự nguyện giao nộp 220 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 20 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Lai Châu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Huy về hành vi đưa hối lộ và hành vi nhận hối lộ đối với Vũ Văn Hinh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Lai Châu đã khám xét khẩn cấp, tạm giữ nhiều hồ sơ mở lớp tập huấn qua các năm tại Sở Công Thương để điều tra mở rộng vụ án, làm rõ những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.